Có vẻ Kim Tuấn Kiệt và Puka dạo gần đây đang bắt đầu dần công khai với công chúng về mối quan hệ của mình. Không chỉ cùng nhau xuất hiện ở sự kiện, có những khoảnh khắc gần gũi thân mật với nhau mà hai người còn được những nghệ sĩ nổi tiếng trong giới chèo thuyền chỉ điểm. Cụ thể nghệ sĩ Trường Giang, bà nuôi Puka khẳng định. Công nhận Kim Tuấn Kiệt là con rể nhà mình. Mới đây trong chương trình Người ấy là ai có sự góp mặt của khách mời đặc biệt là Kim Tuấn Kiệt, Trấn Thành cũng vô tình tiết lộ chàng ca sĩ này đang trong một quan hệ mập mờ giăng díu với một ai đó. Đồng thời Lâm Khánh Chi cũng cho rằng Kim Tuấn Kiệt không phải là người đàn ông độc thân, nhìn dáng vẻ anh như vậy khẳng định là hoa đã có chủ. Vậy hãy cùng theo chân ống kính hậu trường tìm hiểu rõ xem thực hư thế nào nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với ống kính hậu trường. Thời gian vừa qua bộ đôi chị em Kim Tuấn Kiệt Puka đã khiến cho cộng đồng mạng một phen bấn loạn khi cả hai liên tục có những khoảnh khắc chăm sóc quan tâm cực thân mật tình tứ với nhau. Mới đây trong chương trình Người ấy là ai có sự góp mặt của những khách mời đặc biệt như Kim Tuấn Kiệt, Jun Vũ, Lâm Khánh Chi, chàng ca sĩ đã tiết lộ về điều khiến anh nhớ nhất nếu không được gặp người yêu. Trở thành cố vấn của tập 7 Người ấy là ai 2022, Kim Tuấn Kiệt rất hào hứng dù kinh nghiệm tình trường của bản thân không nhiều dù đây đã là lần thứ hai đảm nhận vai trò này. Tuy nhiên, nam ca sĩ sẽ dùng hết kinh nghiệm từ bé đến lớn của mình để giúp nữ chính tìm ra chàng trai phù hợp. Kim Tuấn Kiệt chia sẻ anh cũng muốn yêu người yêu mình nhiều hơn là thích người mình yêu. Chia sẻ bí quyết gây ấn tượng từ lần đầu gặp mặt, nam ca sĩ cảm thấy người đàn ông phải chỉn chu về ngoại hình như ăn mặc gọn gàng và sạch sẽ, có mùi thơm và biết ăn nói một chút. Anh còn nói tiếp để ghi điểm với nhà người yêu thì cần tự tin, lịch sự, lễ phép và nhanh nhẹn, tháo vát trong các tình huống xảy ra ở nhà người yêu. Là một người yêu hết mình nhưng nam ca sĩ bảo rằng tuy trường hợp, anh sẽ nổi cơn ghen chứ không phải tiểu ghen vô cớ. Đây cũng chính là một trong những tính cách dễ ăn điểm trong lòng nhiều bạn gái, đặc biệt là cô nàng nào đó cũng rất ấn tượng với tính cách biết nói lý này của anh. Kim Tuấn Kiệt nói, anh thích tặng hoa cho người yêu và cũng chọn được gặp nửa kia suốt một tháng thay vì lấy 1 tỷ đồng vì không gặp sẽ nhớ hơi, nhớ mùi. Trong chương trình, nam ca sĩ cũng mập mờ khi được hỏi chuyện tình yêu. Theo đó, Trấn Thành hỏi đàn em về tình trạng hiện tại của bản thân và Kim Tuấn Kiệt đã giơ cả hai bảng là xanh lá và đỏ vì em rất thích màu đỏ, xanh xanh đỏ đỏ thì nó vui anh. Ngay lập tức, Võ Tấn Phát thể hiện sự bất bình vì đây là một câu trả lời lấp lửng, trong khi Lâm Khánh Chi thì bắt bài đàn em, như vậy là biết sao không, đã có bồ rồi mới xanh xanh đỏ đỏ, đồng thời, cô cũng thách thức đàn em có gan để giơ bảng độc thân hay không. Trấn Thành tiếp lời và vẫn muốn chọc ghẹo Kim Tuấn Kiệt, hiện nay cái bạn này đang bị bệnh gian gian dí dí mập mờ. Lần thứ hai quay trở lại ghế cố vấn, Kim Tuấn Kiệt có nhiều thay đổi tích cực, dù trước đó thừa nhận bản thân không có quá nhiều kinh nghiệm tình trường, nhưng khán giả nhận ra Kim Tuấn Kiệt đã trưởng thành và sâu sắc hơn nhiều. Khi nữ chính trải lòng về những chuyện buồn mình đã trải qua, Kim Tuấn Kiệt chỉ im lặng lắng nghe nhưng luôn nhìn nữ chính với một ánh mắt đồng cảm và thấu hiểu. Sau đó, khi bình luận về dàn cực phẩm, nam ca sĩ cũng luôn hướng sự tập trung vào nữ chính, lựa chọn người đàn ông phù hợp nhất cho cô nàng. Kim Tuấn Kiệt rất tinh ý, thường phát hiện ra những điểm chung giữa nữ chính và dàn cực phẩm, từ nụ cười, gương mặt có nét phu thê cho đến cùng công việc kinh doanh của cả hai. Chưa hết, ở vòng 3, các vị cố vấn sẽ phải đưa ra lời khuyên và chọn ra một anh chàng phù hợp nhất với nữ chính. Ngay câu đầu tiên, Kim Tuấn Kiệt đã quan tâm đến cảm xúc của nữ chính và muốn lắng nghe mong muốn của cô, đang bình luận về anh Tuấn. Nam ca sĩ nói, bây giờ quan trọng phải hỏi Trinh trước, Trinh có thích một gamer không? Kim Tuấn Kiệt cũng rất tinh tế nhận ra. Theo anh thấy Trinh hợp với những người có thể chia sẻ, tâm sự mọi chuyện đúng không? Ngồi bên cạnh, nữ chính cũng gật gù vì nam ca sĩ đã nói đúng gu mình. Sau tất cả, Kim Tuấn Kiệt cùng ban cố vấn đã xe duyên thành công cho nữ chính tập 7 khép lại với cái kết viên mãn dành cho cặp đôi Tú Trinh, Ngọc Vũ. Gần đây tuy tần suất xuất hiện của Kim Tuấn Kiệt và Puka ở các sự kiện lẫn các chương trình đều trở nên thấp đi nhưng độ tương tác thân mật của hai người vẫn là thứ khiến cộng đồng mạng quan tâm. Và ngay tối hôm qua, tại sự kiện ra mắt thương hiệu Jaco Lê thì Kim Tuấn Kiệt và Puka đã có những cử chỉ thân mật với nhau. Cụ thể hai người ngồi bên nhau vui vẻ nặn tò he. Đáng chú ý nhất chính là lúc MC Đại Nghĩa yêu cầu Kim Tuấn Kiệt lên hát một bài thì thuyền trưởng Trường Giang lập tức xưng hô con rể với Kim Tuấn Kiệt, Puka lập tức ngại ngùng kêu ba này. Đại Nghĩa đồng thời cũng góp vui, nếu đã gọi là con rể vậy thì con dâu đâu nhỉ, như các bạn biết, Trường Giang có một đứa con gái xinh đẹp tên Puka mà thôi. Trong nhiều năm qua, cặp đôi liên tục bị đồn thổi đang là người yêu của nhau khi loạt hình ảnh dùng đồ đôi, đi du lịch cùng nhau tràn lan khắp mạng xã hội. Đứng trước sức ép, cả Puka và Kim Tuấn Kiệt đều nhiều lần phủ nhận và thậm chí hạn chế xuất hiện cùng nhau dù đều có mặt ở sự kiện. Nhưng cả hai vẫn không quên thả thính thân mật tình cảm với nhau. Tuy chỉ là thả thính ngầm nhưng cơ bản chúng ta cũng dễ dàng nhận ra hai người này muốn công khai tình cảm với nhau.
Vậy chúng ta cùng nhau đợi đến Vbiz xuất hiện thêm một cái đám cưới nữa nha.